Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Phước Sửu có mặt tại dự án Zaiga Nhà Bè, hay là nhiều người còn gọi là GS Metro City, do tập đoàn GS của Hàn Quốc đầu tư, và với quy mô này lên đến 350 hectare cả nhà. Với quy mô 350 hectare thì nơi đây cái phân khu đầu tiên mà Phước Sửu đang đứng với phân khu này thì 1.1 mang tên là Zai Edu County. Và với quy mô này thì cho ra tầm khoảng 350 căn thấp tầng. Như vị trí đang Phước Sửu đang đứng là shop house. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một sản phẩm mà gọi là gà đẻ trứng vàng. Với cái sản phẩm này thì quý anh chị mua vào thì gần như là cho thuê rất là tốt, và đồng thời là mình có thể là kinh doanh buôn bán, và thứ ba là mình có thể là mua để chờ lên giá những cái sản phẩm ha. Thì ngày hôm nay Phước Sửu sẽ đưa quý anh chị đi xem một cái căn shop house ngang 7 dài 18 để xem cái căn shop house này có gì nổi bật mà rất là nhiều quý anh chị chọn nơi đây là một nơi là đầu tư và nơi an cư lạc nghiệp và nơi gọi là kinh doanh buôn bán sầm uất ha. Rồi bắt đầu mình di chuyển nha. Vị trí của những cái căn shop house này thì dọc theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Như mọi người nhìn thấy thì cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ rộng đến 60m. Và một cái điều đặc biệt là chủ đầu tư có thêm một con đường. Đây là con đường khoảng 12m. Với con đường này thì quý anh chị có thể là dừng đổ xe để gọi là mua sắm tại cái căn shop này. Ngoài cái dừng đổ xe hơi và dọc theo cung đường này thì mình còn có thêm một cái chỗ là đổ xe máy ở đây nữa ha. Rất là tiện lợi. Và ngoài cái vị trí gọi là đổ xe máy thì mình có một cái vỉa hè khá rộng luôn cả nhà. Nó lên đến hơn 4m. Với cái vị trí này thì mình có thể là đi dọc, đi bộ theo những cái con shop để mình có thể kinh doanh, mua bán. Rất là tiện lợi và không có gọi là bó hẹp hay là cái khuôn viên nó bị chắn cả nhà ha. Rồi, một cái điều đặc biệt nữa, một cái căn shop này mà nó rất tiện lợi hơn rất là nhiều những căn shop khác. Đó là một cái vị trí như mọi người nhìn thấy. Diện tích đất thì tính từ mé ngay từ cột này và ra khuôn viên phía sau là ngang 7 dài 18 và được thiết kế là gồm 3,5 lầu luôn cả nhà nha. Với tổng diện tích sàn lên đến là hơn 400m² luôn. Nhưng mà điều đặc biệt của cái căn shop này là chủ đầu tư chừa khoảng hơn 4m phía trước này để làm gì cả nhà? Để bày những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán của mình phía trước luôn. Đây, như một số quán cà phê ở đây thì bày những cái mặt hàng kinh doanh buôn bán phía trước để ghế, để tất cả những cái sản phẩm mình có thể trưng bày. Và điều đặc biệt là lối thông thương đi bộ của những cái căn shop này thì nó rất là tiện lợi cho khách hàng đi dưới nhà. Những cái căn shop này ở trên là được đúc bê tông và những tầng trên là được chồi ra và rộng hơn, diện tích sàn ở trên rộng hơn. Và ở dưới này thì cách ăn là mình đi mua sắm là nó không có bị gọi là mưa hay là nắng, nên là việc kinh doanh buôn bán khá dễ dàng. Với những căn shop này gọi là gà đẻ trứng vàng, bởi vì diện tích vừa phải, mức giá cũng rất là tốt. Hiện tại thì những căn shop này quý anh chị chỉ giá chỉ khoảng hơn 100 triệu một mét vuông thôi. Giá nó chỉ bằng 1/3 giá của Phú Mỹ Hưng, là một cái sản phẩm khá thú vị để cho quý anh chị chọn lựa là một nơi đầu tư. Thật là quá tiện lợi không quý anh chị. Nếu quý anh chị gọi là đầu tư, chọn được một sản phẩm mà để gọi là kinh doanh buôn bán tốt, để có thể mức độ tăng giá khá cao, thì đừng quên cái sản phẩm shop house của dự án Zaiga Nhà Bè của chủ đầu tư GS của Hàn Quốc. Nói đến cái dự án này 350 hectare nhưng mà chỉ có khoảng hơn 700 căn thấp tầng thôi. Còn lại tất cả những cái sản phẩm ở dưới đây là sẽ cao tầng, chung cư, căn hộ. Nên việc mua thấp tầng của dự án này là một cái vấn đề gọi là rất là tốt, mức độ tăng giá cực kỳ cao. Nói không đâu xa, cách đây khoảng năm 2022, những căn shop này giá giao dịch lên đến 32 tỷ một căn. Và lúc đó là đã có giao dịch rồi nha, không phải là giá chào. Và hiện nay giá rất là tốt, chỉ hơn 20 tỷ một căn thôi quý chị ạ. Vẫn còn rẻ hơn nhiều, hơn 10 tỷ so với cái giá năm 2022. Nên thời điểm này là thời điểm vàng để quý anh chị có thể là xuống tiền lấy vào những căn shop này.
Với những cái căn shop này, quý anh chị có khi lấy vào thì quý anh chị có thể là làm nội thất và cho thuê ngay. Đặc biệt ở đây, những căn shop này khi làm nội thất rồi thì cho thuê rất là nhanh. Ở đây á, hiện tại á, là những căn shop này được cho thuê với mức giá là từ 40 đến 50 triệu một tháng. Và điều đặc biệt với cái căn shop này á, làm thang máy và làm nội thất chi phí cũng khá rẻ, nó chỉ khoảng tầm khoảng từ tỷ 2 đến tỷ 6 là mình có thể hoàn thiện và là cực kỳ cao cấp đối với căn shop này.